Quý vị, những trang phục rất ấn tượng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn vị trí đầu tiên để đấu giá giọng hát. Chị Mỹ Duyên ơi, chị lựa chọn giúp Khanh một vị trí đi. Vị trí số 1 nha. Chị chọn vị trí số 1 đúng không ạ? Cảm ơn chị Mỹ Duyên rất nhiều. Chúng ta cùng đến với vị trí số 4. Số 4. Rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Đó giờ là vậy đó em. Có gì sơn chứ vậy? Em sẽ còn ngạc nhiên rất nhiều. Ủa đây là ngạc nhiên còn hơn cái chữ ngạc nhiên nữa đó. Bởi vì em thấy tụi chị chán trường không? Chị không buồn trả lời nó luôn. Này không ngạc nhiên mà giận đó. Thật ra đó là một cái điều mà Khanh muốn gây bất ngờ thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ba dữ kiện của chàng trai vị trí số 4. Theo chị Hồng Vân ơi, chọn giùm Khanh một vị trí nha. Số 2 hả? Thôi khán giả nói sao mình nghe vậy đi. Dạ. Số 2 đi. Vâng. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với vị trí số 1. Là sao? Trời ơi! Nó tới chưa? Sukana. Và bây giờ chỉ còn hai vị trí số 2 và số 3. Khanh xin mời chị Phi Nhung. Chị lựa chọn gì? Chỉ thẳng vô mặt nó đi em. Em chỉ thẳng vô mặt nó, không thèm chị nói tiếng nào. Đây chị giống chị nè. Chị nói chị mà chọn mà em đứa khác vô là... Đúng rồi. Là ăn đòn với chị nha. Là ăn đòn với chị nha. Chị nói thiệt luôn á, chị hiền lắm em à. Chị hiền lắm. Chị nói trước rồi nha. Chị hiền quá mà. Hạnh quá rồi em ơi. Dạ. Tôi chọn số 2. Thưa quý vị, chị Vy Nhung đã lựa chọn vị trí số 2. Và chúng ta cùng đến với... Quánh chết à. Số 3. Em dám nói không? Chị lên liền á. Bây giờ em dám không? Chị nói thiệt với em luôn á. Chúng ta cùng đến với vị trí không phải số 2 nha. Vị trí số 3. Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, cái chương trình này thôi đừng cách tôi không chơi nữa. Trời ơi, tôi chết quá. Ôi cái chương trình gì mà chơi ăn gian trắng trợn luôn vậy? Đi kiện. Bây giờ em cứ nói đi, vì anh nói như thế này nè Khanh à, em chọn số 3 cũng hợp lý lắm. Dạ tại sao ạ? Là vì em nói bận áo hở cổ quá. Sợ gió này trúng gió rồi lá cao không được. Trời ở đây nóng chết trúng gió cái gì. Chị xin em đó, tại vì tới mùa thứ 3 rồi chị vẫn bị lừa. Cho nên thôi kệ nó đi. Đây nè, nè, mọc sừng mọc nanh rồi vẫn bị lừa. Em ơi kệ. Thôi kệ đi, chủ yếu là thí sinh hát. Kệ đi em ơi.